vùng cao nguyên đất đỏ, trời lạnh với sương mù. Thương mến anh vượt đường xa đến đây, mưa vẫn bay mà lòng anh vẫn say. Diệt thù trong rừng sâu khi bên suối vắng đêm thâu. Gặp anh trong phút này là mừng trong phút này. Khi chiến tranh còn cây thêm máu lương thì mộng mơ xin trả hết cho đời. Quê hương này còn mãi mãi nhớ anh. Khi đôi chân vẫn chưa mòn trên núi cao, khi đêm đêm xuống căm hờn vẫn đôi trao, anh vẫn đi đi giết thù. Anh vẫn mong tìm lại với cho chúng ngoài kia sương xuống lạnh, tình càng thiết tha nhiều. Ta có vui vì mai xa cách rồi, dù thời gian chẳng có sẽ qua mạnh, nhưng đêm này còn ghi mãi lòng. Sản phẩm tiếp theo mà Thanh Tâm Audio muốn gửi tới các bác đã đăng ký kênh YouTube của Thanh Tâm cũng như các bác đang đi tìm hiểu về sản phẩm này, đó là chiếc đầu ampli số Mazang PM7000N. Năm 2019 thì Mazang bất ngờ tung ra một sản phẩm ampli tích hợp giải mã với kích thước dân dụng, thừa hưởng cái thiết kế của cái phiên bản đã đi trước, đó là 8006. Về cái thiết kế cảm quan bên ngoài của con Mazang 7000N này thì nó giống với PM8006 của Mazang. Tuy nhiên, ở cái kết cấu bên trong thì nó đã được thay đổi rất là nhiều về những cái công nghệ mới và những cái tính năng mới. Đặc biệt với chiếc ampli này thì các bác không phải mua thêm đầu giải mã nữa, tại vì là nó đã tích hợp tất cả cái hệ thống bo mạch giải mã ở bên trong ampli. Có nghĩa là nếu mà các bác đang tìm cho mình một bộ dàn mà các bác không có nhu cầu chơi từ CD, mà các bác chỉ quan tâm nhiều về từ TV này, kết nối AirPlay, Wi-Fi, Bluetooth, USB, thì đây chính là sản phẩm mà các bác đang tìm. Mazang PM7000N thì cũng được Thanh Tâm Audio trải nghiệm lần đầu tiên vào cách đây khoảng năm 2020. Và với cái nguồn hàng là chính hãng thì mức giá đâu đó dao động khoảng 21 đến 22 triệu. Ngày hôm nay thì Thanh Tâm về một con máy hàng thùng xốp sách tay từ Nhật về mới như vừa mở thùng, mức giá là 19 triệu các bác nhé. Và chỉ có một máy duy nhất thôi, sử dụng nguồn điện 100V. Và hiện tại thì em đang phối ghép với cặp loa Tannoy Sensis DC1, một trong những cặp loa Tannoy với củ loa đồng trục và được trang bị thêm hai super tap ở phía trên nữa. Bây giờ thì không để các bác đợi lâu nữa, em sẽ đi luôn vào cái hình thức của ampli cũng như những cái tính năng của thiết bị này. PM7000N như đã giới thiệu tới các bác thì về hàng có đầy đủ thùng xốp các bác nhé. Hiện tại thì đây là e căng của loa em đặt tạm trên này, còn đây là thùng xốp của con Mazang PM7000N sách tay từ Nhật. Nó khác với cái phiên bản Việt Nam, đó là nguồn điện sẽ là 100V các bác nhé. Các bác nhìn thấy mặt trên của máy này, cực đẹp luôn, không có một cái vết xước răm hay cấn cạnh gì cả. Các bác mua máy của bên em thì cũng được bảo hành đầy đủ và sẽ rẻ hơn hàng chính hãng là mấy triệu để các bác có thể liên hoan được ạ. Phía sau của máy thì cũng như em đã giới thiệu với các bác thì nó bắt đầu xuất xưởng từ năm 2019 này. Cầu loa thì các bác có thể nhìn thấy sử dụng hệ thống cầu loa thế hệ mới của Mazang. Cầu loa này thì được dùng trên những thiết bị như là Mazang Ampli 1 này, rồi Mazang PM7000N, nói chung những thiết bị mới đời mới sau này. Về phần phía các ngõ vào tín hiệu thì chúng ta sẽ có phần tín hiệu của analog in ấy, thì chúng ta sẽ có phono này, CD AUX recorder. Có một đường sub out để các bác kết nối với sub. Còn về mạch bo mạch digital in thì các bác nhìn thấy đó là một đồng trực, hai quang học và một đường USB đọc ổ cứng và USB. Con này thì khả năng đọc ổ thì em nghĩ rằng sẽ dao động cho khoảng 1-2T, tại vì là trên Mazang 7000N thì nó đã sử dụng cái hệ điều hành phần mềm HLS rồi. Đây là mặt trước của máy cũng như với mặt lưng, rất là đẹp. Mặt trước cũng như thế các bác nhá. Các bác có thể quan sát này, từ cạnh bên trái sang bên phần giữa và cạnh bên phải. Nói chung là không khác gì một con máy vừa mở thùng.
Mặt trước thì các bác sẽ có một cái thiết kế đối xứng nhau. Đây là đường input, chọn đường vào này. Còn đây là đường volume, tăng giảm âm lượng. Cụm điều hướng tùy chọn menu được thiết kế ở trên cái phần đen của màn hình. Chúng ta sẽ có cần gạt của tăng bass, cần gạt tăng treble và ba lần cân bằng loa. Ok. Và chế độ sụp direct. Nói chung là con ampli này thì đánh được tất cả những dòng loa Buxell cũng như là loa cột ở đây các bác nhá. Rất là hay, PM7000N. Đấy là những cái kết nối phía sau cũng như là cái hình thức của máy. Thì bây giờ chúng ta đi chi tiết vào cái tính năng của máy các bác nhá. PM7000N thì sẽ cung cấp cho các bác khả năng nghe nhạc từ các nguồn chơi như sau. Các bác sẽ chơi nhạc từ Bluetooth với nguồn phát không dây. Đầu tiên là các bác sẽ có Bluetooth này. Cái điểm thứ hai là các bác sẽ kết nối Wi-Fi. Và các bác kết nối Wi-Fi thì các bác sẽ có thêm tính năng, đó là tính năng chơi không dây qua AirPlay này, chơi Spotify này. Ngoài ra thì các bác sẽ có cài được app HealthOS ở trên điện thoại để các bác có thể quản lý cái con máy này, cũng như là thao tác tất cả những cái tính năng trên app về chọn nhạc, music server, DJ, slider hoặc là Spotify. Và thêm một điểm nữa đó là các bác sẽ có thêm một cái tính năng chúng ta giải mã tín hiệu từ Smart TV các bác nhé. Một trong những cái tính năng cũng rất là quan trọng khi mà cái TV bây giờ nó rất là phổ thông, cũng như là một thiết bị gọi là trên thị trường gần như nhà nào cũng có. Cái nguồn chơi từ TV thì gần như bác nào cũng có cái nguồn chơi đó, đặc biệt là nguồn chơi từ YouTube. Đó là những cái nguồn chơi. Ngoài ra thì con này còn đọc thêm cả USB ổ cứng nữa. Một trong những cái điểm mà các bác sẽ khai thác được rất là hay ở trên PM7000N. Về cái số lượng máy PM7000N mà em bán hàng chính hãng thì đâu đó rồi khoảng trên dưới 5 máy. Và ngày hôm nay mới về một máy xách tay từ Nhật với mức giá rẻ hơn. 19 triệu các bác sẽ có một ampli 7000N. Và con này thì sẽ đánh ở cái công suất đó là 60W ở trở kháng 8 ohm một kênh. Có nghĩa là chúng ta sẽ có trở kháng 8 ohm là 120W hai kênh. Còn đối với loa ở 4 ohm thì chúng ta sẽ có cái công suất là 80W một kênh các bác nhé, là 160W. Con này thì sẽ rộng 44cm, chiều cao là 12,5 và chiều sâu là 38cm, nặng là 11kg các bác nhé. Một trong những con máy rất là hay. Hiện tại thì đang ghép với Tannoy Sensit DC1, tạo ra một cái bộ sản phẩm để các bác có thể nghe nhạc hay ở trong không gian khoảng 30-35m². Nói chung là đối với người khách hàng mà sử dụng nguồn nhạc, đa số là nguồn nhạc số từ điện thoại, TV hoặc là USB ổ cứng, thì con Marshall PM7000N là một lựa chọn rất là hoàn hảo và tuyệt vời đấy các bác nhé. Ta đã
hay buồn. Nhưng lúc cô đơn anh càng mến thương, tâm tư biết ngõ cùng ai, thức đêm mới biết đêm dài. PM7000 với mức giá là 19 triệu các bác nhé. Bác nào quan tâm tới hệ thống này thì liên hệ tới một trong hai đầu số hotline của Thanh Tâm.